Cả nhà ơi, cả nhà ơi, em vô đây cho mẹ coi. Trời ơi, cục vàng của mẹ kìa. Sớm giờ em ở đằng nhà này nè. Giờ em làm, em nằm, em mệt quá. Em nằm ở đây em giữ đồ luôn. Mấy thợ, con em để đồ làm biến dọn dẹp đồ. Phút là hết giờ rồi đó hả? Ôi ơi, ai sai con đem lại cho mẹ vậy? Ủa? Hả, sao? Con ở đắng con làm lồng đèn á hả? Rồi rồi ai sai con đem nước lại cho mẹ vậy? Chị ba máu vô cái đồ gái á là mình mới thắng hết giờ. Trời ơi, cả nhà ơi, đây nè. Ôm con cá ngủ hả? Đây nè, sớm giờ em ở đây á, cả nhà em làm xong rồi, em nó về rồi. Rồi làm biến dọn dẹp đồ nó hơi thôi, làm biến dọn dẹp đồ quá à. Ở đây ngủ dữ đi. Thế vậy tao nói thôi mày về đi, tao ở đây tao ngủ dữ rồi, em ở đây em làm luôn, em đâu về đắng đâu. Rồi rồi chị ba kêu con đem đồ lại cho mẹ đó hả? Ừ. Rồi nãy giờ đang làm gì không có coi, sao giờ tới giờ ngủ chưa đi con, ngủ giấc thức gì rồi hả coi. Vậy lên đây mẹ đưa cho con ngủ luôn ha. Con coi xíu con ngủ. Trời ơi, con coi xíu con ngủ. Té đó. Con ngủ. Trời ơi. Con coi xíu con ngủ mẹ ơi. Coi xíu ngủ hả? Dạ. Chú ca con đem nước gì lại cho mẹ vậy? Chị ba kêu con. Chị ba kêu con nhưng mà con có biết nước đó nước gì không? Nước đá. Nước đá thôi hả? Trời ơi, em không biết nước này nước gì nữa. Chị ba kêu nó xách lại cho em đương nằm ở đằng này nè. Em nghỉ trưa ở đằng này đó, em không có về nhà. Rồi sao, ủa quên chuột à. Rồi sao con chạy cờ xe con bỏ mày đó vậy? Trời ơi, đây nè, làm cho mẹ ăn ca trà đường. Chị ba làm cho ăn ca trà đường. Chị ba làm gì đáng chuột? Chị ba làm gì kìa, mẹ hỏi chị ba đương làm gì đắng á? Làm lồng đèn. À, chị ba làm lồng đèn hả? Đây. À, chị ba kêu làm bắt làm lồng đèn rồi kêu sách làm thôi ca trà đường đem sách ra đây cho em uống nè. Mẹ gì thôi mời cả nhà đưa uống con cá lên cho con đi. Đưa con cá lên cho con hả? Thôi à. Mời cả nhà uống với em miếng trà đường nè. Nó pha trà đường mà lạt nhách là nó không ngọt nữa. Trà đường không ra trà đường, trà đá không ra trà đá, nó lớ cả nhà. Gái em nó làm á. Rồi đây nè, coi con đem cái gì. Lại đây thôi, giờ mẹ dỗ ngủ luôn đi, đặng hồi tới 1 giờ mẹ đi làm. Giờ đây mà coi chạy xong nè. Đó. Chạy xong rồi bỏ xe đạp ở ngoài luôn. Mẹ. Cái gì? Lấy con cá giùm con ơi. Lấy con cá giùm cho con hả? Dạ. Đó sáng đi sáng chở cho đi học mua cho con cá nữa nè. Đây con cá sao mà chơi cho các bạn coi coi. Các bạn hôm mẹ mình mẹ mình mới mua hả? Hả, mua con cá bằng pin hả? Đó nó đập vô đâu sáng còn để cho nó đập vô đâu đâu hả? Con cá nó đập đâu, con cá nó tán gì đó sáng còn để con cá tán sao? Ừ nó để con cá vô mặt đó, nó mẹ ơi con cá nó lấy cái đuôi nó tán vô mặt con chuột rồi đó. Trời nó tán vô găng luôn rồi, hả? Rồi mẹ đi dắt xe vô em, mẹ đi dắt xe vô dỗ cho con ngủ nha. Trời ơi, đâu có kêu ổng đem lại đâu, em nằm ở đây á mà cuối cùng hắn đi hắn đem lại đó mà chạy lại em không hay chứ thấy hay em quay cho cả nhà xem rồi. Trời ơi, đạp xe cờ túc ra túc tắt gì đó lại tới đây mới kêu em. Mẹ ơi, con đem nước là tới cho mẹ rồi đây nè. Đây cả nhà, còn đây thì cái nhà của em nó làm cũng gần xong, bữa nay làm nữa, bữa nay là xong rồi đó cả nhà, mà còn cái phần nẹp vách ở trên nữa. Đi đâu mẹ, xách cái xe vô cho con nè. Đó, cái nhà em ở ngoài thì nhìn vô nè cả nhà, cái mái lá thì lợp xong hổng gài rồi. Cái mái lá lợp xong hổng gài. Rồi còn cái ở dưới này thì 2-3 ngày nay em nó cũng nghỉ, cả nhà nó mất đi cắt lúa. Còn làm bữa nay nữa là xong rồi đây cả nhà. Sáng giờ thì chiều nay em nãy giờ em ngồi em cưa ba cây này nè. Ông cậu ở trên, mẹ ở dưới, ba ở dưới. Nguyên một buổi sáng là em ngồi, không phải nguyên buổi em làm có chút xíu à. Buổi sáng em đưa chuột đi học làm vòng này kia rồi đấy, đây thì em cưa trời ơi, em cưa che chút đặng em dừng dắt rồi nè cả nhà. Chiều nay là hai chị em dừng em chứ mẹ ơi. Chiều nay thì hai chị em dừng dắt rồi đó cả nhà. Còn cái bếp thì em sáng còn mấy miếng gạch bữa hổm nó làm xong lỡ chở ở nhà nó tô cái kệ bếp em nè, tô kệ bếp xong rồi dán nó còn mấy miếng gạch này nó dán nè, dán luôn cho nó rồi xong cái này, cái cây bếp em đã xong rồi. Mai cái chiều nay em dừng hết xung quanh khu dưới này nữa nè cả nhà. Đó. Em dừng hết cái khu dưới này nữa là xong rồi. Đó. Dừng cái khu dưới này nữa thì chiều nay là hai chị em dừng cửa bọng thì làm xong hết rồi, còn dừng cái nữa rồi xong mới dọn rửa xong mới dọn đồ vô cả nhà.
bữa 2-3 ngày nữa em mới dọn đồ vô em mở đó. Rồi xe đạp thì chuột để ngoài đường luôn, em đâu có kêu nó lại đâu, em nằm đây em giữ đồ thôi mà giờ nó thấy em ấy cũng lại ha. Lại đây kiếm mẹ ngủ hả? Ngủ ha, con ngủ chưa? Ngủ chưa, con ăn cơm chưa? Cho con cá ngủ. Cho con cá ngủ luôn hả? Rồi con ăn cơm chưa? Hả, chuột ăn cơm chưa? Con ôm con cá ngủ. Rồi con ôm con cá ngủ thì con ôm đi. Con ấy, mẹ. Em phở làm hư cái gì? Làm hư con này nè. Có hư đâu, còn chả hát đó, hư đồ hư đổ thừa em phở vậy? Hôm bữa đó. Hôm bữa hả? Ừ. Hôm bữa là hôm bữa. Bữa đêm về bữa đêm. Thôi, giờ em dỗ cho nó ngủ, cả nhà giờ em dỗ nó ngủ tới 1 giờ, em lên đang em làm phụ cho em.